Em muốn chào các bạn đến với chương trình The Nail Tip Show. Em hiện đang ngồi tại booth New Revolution. Nhưng hôm nay The Nail Tip Show sẽ dẫn các bạn tới IBS Las Vegas Show. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bạn một người bạn và người educator sẽ giới thiệu vài sản phẩm mới của hãng. Hello everyone, welcome to The Nail Tip Show. I'm at IBS Las Vegas and I'm sitting at New Revolution booth, and today an educator will share with us a few new products and few techniques that I think you guys would like. So let's get started. Hi, I'm Jasmine and we're from New Revolution. We have two new products. The first product is ombre gel, and the ombre gel we have 36 colors, and then including the soft white is 37 colors. And we have the tie-dye gel. The tie-dye gel, we have 8 colors. Hôm nay Jasmine sẽ chia sẻ với mình những màu ombre mới. Hãng New Revolution bây giờ có 36 màu, nhưng mà cộng màu zero là màu off-white là 37 màu. Còn tie-dye là tất cả có 8 màu. Thì bây giờ cô Jasmine sẽ chia sẻ với mình những cách xài ha. Ok. So bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. Cái ombre gel á, mình có thể sử dụng trên natural nails hoặc là lên bột dip hoặc là bột acrylic cũng được ha. Chị em ở đây đã có cái bột acrylic rồi. Bây giờ Jasmine sẽ làm cái ombre gel. Tại vì cái móng của chị có acrylic, có một chút xíu kim tuyến ở đây. Jasmine sẽ lấy cái số 0, cái off white trước. Jasmine sẽ sơn một lớp trước. So cái ombre gel này you can put it on a top of gel polish and acrylic. Oh, dipping too. Oh, that's good to know. Okay, Jasmine sẽ sơn cái số 0. So now she's just applying off-white zero, which is just a zero base color, and applying this off-white just a thin coat. Jasmine sơn một lớp số 0. So now you cure for 30 seconds. Đa số là nhiều khi khách hàng của mình muốn lấy gel để mình làm ombre, nhưng mà mình làm không có được, hoặc là nhiều khi mình phải dùng nhiều cái tools. Còn bây giờ mình có cái gel này á, cái rất là dễ. Bây giờ chắc mình sẽ dùng số 2B với lại 1B ha. Yeah. Okay, so now she's using color 2B, right? To apply a thin coat of just like a pink, sheer pink color. Okay, and then bây giờ chắc mình dùng cái 1B. And next, she's gonna apply a thin coat of another 1B color, which is also like almost like a light baby pink as well. And you can see how she easily blend the two colors together. On a paper towel, and then you just kind of like gentle pull it down. Cure for 30 seconds. Then you cure for 30 seconds. So now she's going in with a second coat of the same colors. On screen, you can see she didn't use any extra brushes or anything. She's just using basically the brush that comes with the bottle and just blending the two colors together. Now you cure it for 30 seconds. Okay, so after 30 seconds, now she's gonna go top it with matte top coat. Mình có thể mình để matte top coat hay mình có thể mình để cái gel top coat cũng được ha. Now you cure it for 1 minute. After 1 minute, the matte top coat is cured and no cleanse, right? So just real quick, right? It's so quick. I just want to let you know that how easy it is. You can achieve the ombre look with just by simply using three colors, the off-white, the two shades of pink, and with no brushes, and voila, you are done. So now she's gonna, the tie-dye. So, okay. Okay, so the tie-dye, we have 8 colors. You have to choose one of the color first to do as a base. So I'm gonna do a white color. So tất cả mà tie dye thì New Revolution có tất cả 8 màu. Nhưng mà trước khi các bạn xài cái làm cái tie dye design thì các bạn phải dùng một màu để làm cho cái nền của cái móng trước. So hôm nay Jasmine đã dùng một cái giống như off white để làm cái nền trước ha. And don't cure, right? No. And then bây giờ mình dùng cái màu khác nè, mình để lên nè, thấy nó loang. So without curing your base color, then you just use the next tie-dye color and give a design to it.
And you keep layering until you until you're happy with your design, right? Pretty quick and simple. See, you just drop it down until you like your design. Okay, when you're satisfied with the design, you put in the light, right? For how long? 30 seconds. Mm. So after that, yep, once you're satisfied or happy with your design, then put in the lamp for 30 seconds. Để cái màu lên hoài như vậy á, lúc mà mình thích cái mẫu của mình rồi á, thì lúc đó mình mới để vô cái đèn là hơn là 30 giây. Hồi nãy chắc mình stack mấy cái màu này lên á, rất là nhiều lớp. Mà cái độ dày á, nó không có bị dày. Mình stack hồi nãy là nhiều lớp lắm rồi mà không có bị dày. As you can see, she put a lot of layers to the nail. And even on the side view, if you can see, it doesn't add up thickness to the nail. So I like this fact that it's so easy to use. And just by dapping few colors, layering together, you get your marbling look. And now you can stop right there, but you're gonna do some kind of design to it too, right? Just mình sẽ dùng một chút xíu cái twinkle kim tiến của công ty New Revolution đó. Just mình viền một chút xíu ngay cái cuticle ngay đây nè ha, để cho cái mẫu design nó nổi lên. So now she's just gonna use a gold glitter from New Revolution and just outline the nail, and just by simply adding this a little touch to it, the whole nail will give you a really nice accent. The glitter is really awesome too. I love that glitters. So by just simply using the striper brush and just outline or add any lines to the design until you are pleased with it, and then put in the light to cure. So easy, guys. Make it màu này đẹp á. And you can use as little as you want or just layering as much as you want, yeah. And put in the lamp for 30 seconds. After you cure, you're gonna use the super top, you're gonna top it. So sau khi các bạn cure 30 giây là các bạn có thể bỏ matte hay là top, nhưng mà cái này em thấy nghĩ là top thì nó óng ánh nó đẹp hơn tại mình có cái glitter trong đó. Tại vì Jasmine viền với kim tuyến thì nó hơi bị cộm. Lúc mà Jasmine top xong á, Jasmine hay lật ngược cái tay của khách hàng mình một chút xíu nè, vài giây nè. Để cho cái top á, nó cover cái kim tuyến một chút xíu, để một lát á, nó không có bị cộm. You want to cover the glitter well, so by tilting this way, your top coat is kind of pull gravity in the center and then cover the whole nail as well. Okay, cái này là xong rồi nè. You see how easy that is? I just love that just by using few colors, you can achieve a marbling look and a nice simple ombre look. So if you guys want more information, please go to newrevolutioninc.com. Thank you for watching, and we will see you next time. Bye guys.